Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả. Mình đang có mặt tại khu Phú Cường. Hôm nay thì như là hứa với mọi người thì mình sẽ quay những cái cảnh mà trang trí đèn ở dưới Phú Cường này, xem cái ban đêm như thế nào nha. Thì cái chỗ này, cái chỗ nó mới gắn thêm mấy cái đèn nhiễu nhiễu á. Chứ hôm trước thì cái đèn, nguyên cái hệ thống, cái dàn đèn thì mình đã quay cho mọi người cùng xem rồi. Ở cái chỗ này, chỗ dòng xây nè, dòng xây trung tâm. Rồi sau đó tới quán cà phê Sophia phía bên tay phải nè, cũng lên đèn cũng đẹp đẹp. Bây giờ chạy qua tới đường 3 tháng 2 rồi nha. Đường 3 tháng 2 thì như mọi người thấy thì hôm nay thì nó chỉ khác biệt mấy năm trước một chỗ là nó gắn thêm mấy cái đèn nhiễu nhiễu thôi. Còn mấy cái quấn, mấy cái đèn mà vàng vàng với trắng trắng này thì hầu như năm nào cũng quấn. Thì năm nay có thiết kế thêm mấy cái đèn nhiễu nhiễu, nhiễu nhìn cũng đẹp. Nó nguyên cái đoạn đường này gắn hết nha. Khúc từ ngay chỗ dòng xây này tới ngay chỗ cổng chào là gắn hết nên nhìn rất là đẹp. Buổi tối phải nói đi dài dài với khu dưới này thì đẹp thiệt. Có nhiều địa điểm để mình chụp hình check-in. Nói chung là Rạch Giá thì thấy ngày một đẹp hơn, chủ yếu là đẹp nhất khu dưới Phú Cường này. Nó hay cái là mỗi một năm thì đều có những cái thiết kế, những cái thay đổi riêng trơn nha, không có năm nào giống năm nào hết trơn á. Mà xài thì hơi lâu một chút, tức là chuẩn bị Noel này mấy ông đã làm rồi, tới Noel năm sau mới gỡ ra mới thay đổi. Vậy cũng vui rồi, cũng rất là hay rồi. Để mình đi quay hết một vòng những cái khu khác cho mọi người cùng xem luôn nha. Đó, bây giờ bước qua ngay chỗ cái khu Phú Gia, mà ngay chỗ cái hồ đó. Cái hồ này thì phía mặt, phía hướng về thành phố Rạch Giá. Rồi chút xíu mình qua cái cũng cái hồ này nữa, mà cái mặt hướng về Gạch Sỏi cho mọi người cùng dễ định hình. Đó, phải nói ban đêm mà mở đèn lên cái nó dạ xuống ở dưới mặt nước này rất là đẹp luôn. Nó trang trí nguyên cái khu này luôn. Phía bên đối diện, phía bên bờ bên kia thì có trang trí những cái vòng cung với những cái bông hoa hướng dương cũng đẹp. Còn ở dưới hồ này á, thì người ta trang trí mấy cái bông hoa sen cũng rất là đẹp nha. Hoa sen cái ánh sáng xuống cái mặt nước nó nhấp nhô nhìn đẹp lãng mạn. Trời không khí này mà là nó lạnh nữa ha, cái xuống gặp cảnh đẹp nữa ha, đúng là ý tưởng thiệt. Happy New Year. Thế là một năm nữa đã chuẩn bị trôi qua. Năm nay với nhiều kỷ niệm cũng như nhiều cái chuyện mà trước giờ chưa bao giờ gặp, và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì nói chung là thế giới thì nó ảnh hưởng gì thôi, chứ Việt Nam mình tính ra là một trong những nước rất là thành công về cái vụ mà kiểm soát dịch bệnh. Thì năm 2020 được ghi ấn nhất là cái bà Covid này thôi, chứ còn thật sự mấy cái chuyện khác thì nó cũng không có cái gì nổi bật. Cái bà Covid này thì nguyên một năm nay hành cả thế giới, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam mình. Nghỉ biết bao nhiêu lần giãn cách xã hội, rồi nghỉ Tết, nghỉ gì, hầu như năm nay thì làm ăn nó cũng không có được khấm khá lắm. Mặc dù nền kinh tế của Việt Nam mình thì vẫn đa số là nông nghiệp với may mặc này nọ thôi, rồi xuất thủy sản, thì nên nó cũng có những cái cách để kiểm soát nó cũng đỡ hơn. Chứ thí dụ như mấy cái ngành mà dịch vụ du lịch hay hàng không gì thì thôi thua luôn. Nhưng mà cái tỷ trọng nền kinh tế mình thì mấy cái lĩnh vực đó thì cũng có, chứ không phải không có, mà cái phần trăm á nó tương đối ít hơn so với những quốc gia khác nên cũng đỡ. Nên tính ra nền kinh tế mình mà được đánh giá đâu khoảng 2 mấy phần trăm gì tăng trưởng á, thì coi như là cũng hay với mình đó. Chứ thấy đa số như một số quốc gia khác á, nó âm luôn á, mà nhiều khi âm còn mấy phần trăm nữa. Chứ không phải có nhiều nền kinh tế ảnh hưởng cả 20-30% GDP thì phải nói nó bị ảnh hưởng kinh khủng lắm. Bây giờ hầu như các nước người ta cũng hạn chế đi qua lại rồi, nên du lịch người ta cũng không muốn đi nữa. Một số nước vẫn còn cho đi, nhưng mà người ta tự ý thức, người ta ngán dịch, người ta cũng không đi nữa, nên cũng rất là ảnh hưởng. Còn như Việt Nam mình
hầu như các đường bay quốc tế thì ngưng hết rồi, như còn một số đường bay gọi là nhân đạo với chuyên gia thì người ta còn cho qua lại từng đâu được từng hàng tháng như được đâu chuyến hai chuyến gì đó. Rồi, nói chuyện xa quá, hôm nay nói chuyện Phú Cường ở dưới ban đêm ở đây đi, nhìn rất là đẹp. À, ánh đèn phía bên dãy shop house á, nó ánh lên nó kìa, nhìn cũng rất là đẹp. Rất là nhiều bạn trẻ ra đây chụp hình. Trang trí năm nay là được đánh giá là thấy mới mới mẻ, đẹp hơn. À, giống như Phú Cường như nó có cái đội chuyên thiết kế làm nãy mấy này hay gì á. Thấy là mỗi năm mỗi khác mà có điểm nhấn nhìn thấy cũng hay hay lắm. Nó phía bên đây là vậy đó. Chút xíu mình qua cái khu dỗ chính diện của khu quốc gia để mình quay bên kia. Bên kia thì trang trí chủ yếu là đón Giáng sinh. Đây. Ở giữa trung tâm Phú Gia. Happy New Year 2021. Rất là nhiều bạn trẻ xinh đẹp tới đây chụp hình. Đó, nguyên cái khu này đèn lên quá đẹp luôn. Mà trời rất là mát luôn á. Nhiệt độ khoảng 20, chắc cỡ 24-25 gì. Nhìn rất là cảm giác nó rất là mát, se se lạnh gì đó, nhìn hơi cảm giác rất là đã. Thì ở khu vực miền Tây mình ở đây thì thường nhiệt độ nó cứ xoay quanh vậy đó, cỡ hai mấy ba chục hoài đó nên cũng quen rồi. Hôm nay trời hơi xuống xuống chút xíu, cảm giác rất là lạnh lạnh đã. Mà thấy chứ mấy bạn nữ cũng không lạnh ha. Nam mặc đồ chùm chùm với nữ mặc váy mặc quần cục cũng cũng bình thường. Nói chứ đó là nỗi khổ đó, muốn đẹp đó, muốn đẹp mà cũng lạnh, mưa lạnh lắm đó, nhưng mà kệ đẹp cũng được. Đó, nguyên khu nguyên dãy shop house đứng ở đây là thấy vòng 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 hết nha. Hai không hai một nhanh thì chứ phải nói nhắc đi phải nhắc lại nữa chứ, phải nói năm 2020 này cho qua nó nhanh lắm. Quay quay lại những cái hết giãn cách rồi tới nghỉ chuyện này chuyện kia, quay qua quay lại hai ba dịch rồi nghỉ Tết rồi nghỉ đủ thứ chứ. Hy vọng qua năm 2021 thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn, rồi coi như năm 2020 coi như một cái nấc trầm để cho chuẩn bị năm 2021 bứt phá lên thôi. Đây. Bây giờ qua tới cái hồ mà cái mặt hướng về Gạch Sỏi nha. Bên đây thì hình như thấy trang trí cũng đẹp nhưng mà cảm giác nó không có được nổi bật như phía bên cái hồ phía bên kia. Mà ở bên đây được trang trí mấy cái đèn mà giống như pháo hoa nè, chớp 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 cái túa ra nhìn cũng hay hay. Hình như bên đây thì điểm nhấn cái đó. Còn hoa sen thì thấy cũng được bình thường, nó không có nhiều như bên kia. Với cái chữ Happy New Year nó nhỏ quá, còn bên kia chữ nó to, nó sáng, chụp cũng đã hơn. Mà bên đây nè, mình thấy cũng ít người hơn nữa nè. Đó, quay một vòng cho mọi người cũng xem vậy thôi. Đẹp mà. Có tỉnh nào mà có nhiều điểm để chụp hình mà nhiều cái để nhắc tới như Kiên Giang đâu. Mà ngày 1 tháng 1 năm 2021 này thì thành phố Phú Quốc sẽ chính thức được công nhận nha. Vậy là Kiên Giang đã có tới ba thành phố. Thành phố Rạch Giá là công nhận đầu tiên, rồi tới thành phố Hà Tiên khoảng 218 gì đó,
Bây giờ tới 2021 là thành phố Phú Quốc, thì không phải miền Tây mình là duy nhất đâu, còn Đồng Tháp nữa. Đồng Tháp nó cũng có ba thành phố, là thành phố Sa Đéc, Châu Đốc với Hồng Ngự nha. Tỉnh ta nhỏ nhỏ chứ ta tới ba thành phố đầu tiên á. Còn mình 2021 mới bắt đầu có ba thành phố. Thôi mình quay một vòng như cho mọi người cùng xem thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của kênh Tây Phương nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha.